Yeah, Vi có chia sẻ cái link Facebook của Vi, là tại vì Vi muốn anh chị hãy bấm like rồi follow cái Facebook để biết thêm những căn nhà mà resale home ở Houston mình và vòng vòng xung quanh. Tại vì lúc nào Vi cũng kiếm tìm những căn nhà dễ thương rồi giá cả hợp lý, Vi chia sẻ trên trang Facebook của mình. Rồi và video thì Vi hay chia sẻ những nhà mới, nhưng mà nhiều khi những căn nhà mà resale home giá rất là good và rất là dễ thương thì mình không có coi được hết, thì Vi hay chia sẻ những cái căn đó ở trên cái trang Facebook. Thì anh chị hãy bấm like rồi follow cái trang Facebook. Chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Katy, Tomball, Richmond, Sugarland, Spring, Humble và những thành phố khác thì Vi đều có thể làm việc được hết. Thì hôm nay Vi show nhà cho khách ở khu Richmond. Sẵn tiện Vi muốn chia sẻ một căn nhà mới. Nhà này là brand new luôn, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và có diện tích là 2816 square feet. Cái khu này đi ra cái khu Việt Nam của mình rất là gần luôn, chỉ có tầm 17 đến 20 phút thôi. Và thuế ở đây là 2.8 chưa xin giảm, tiền HOA là 950 một năm. Ở đây có hồ bơi nè, chỗ có công viên đi bộ và đi ra cái shopping center chợ Mỹ vòng vòng đây cỡ tầm 10 phút, rất là thuận tiện luôn. Và cái căn nhà này là move-in ready của hãng Coventry Home và hiện tại có cái giá là 588.000 nhưng mà mình có thể trả giá. Thì nếu mà anh chị gọi vào hỏi em trả giá 450 có được không thì mình cũng có thể thử, nhưng mà em nghĩ là hạ sẽ bán với giá là 520.000. Và bây giờ mình hãy đi khám phá cái căn nhà này. Rồi anh chị em nào mà thích cái căn này á thì hãy gọi cho em ngay. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Hãy cho em một cái like, chia sẻ cái video của em nha. Xung quanh này á họ còn xây dựng rất là nhiều luôn. Và có nhà lầu nè, nhà trệt nè. Đó, tùy theo nhu cầu của tất cả các anh chị thì nhà nào cũng có luôn. Nhưng mà các căn nhà Vi muốn chia sẻ tới tất cả các anh chị á, là căn nhà trệt 3 xe gara và move-in ready luôn. Thì giá cả mình có thể thương lượng, nhưng mà bây giờ mình hãy đi xem bên trong ha. Thì các căn này Vi thấy là hai chỗ đậu bên đây, rồi chỗ bên này là 3 xe gara, rất là thuận tiện luôn nè. Đó, rồi 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, cái dạng là stucco rất là sang. Bây giờ mình hãy đi xem ha. Cái cửa trước á, cái chỗ bước vào á, họ làm mà rất là rộng rãi luôn. Đó. Rồi. Bước vào. Thì phía bên cái sàn nhà, tại cái căn này á nó còn bừa bộn á, nhưng mà khi mà mình nhận nhà thì họ sẽ clean up sạch sẽ cho mình. Đó, đây là cái màu sàn nhà nè. Đó, màu gỗ. Đó, bước vào á họ cũng có cái đèn trần ở đây, cái tray ceiling. Xong rồi bên kia một cái nữa. Rồi phía bên trái á là một cái phòng ngủ nhìn ra phía trước. Đây, cái phòng ngủ này. Đó. Rồi ở đây á, là có cái full bed. Đó. Cái phòng này là có luôn cái full bed để cho khách nè, hay là ba mẹ có thể ở được cái phòng này. Đó, không có cần phải dùng chung với những cái phòng kia. Đó, là một phòng ha. Rồi, qua đây. Kế tiếp á, sẽ có một cái office ở phía bên tay trái. Đó, cái office này có hai cửa đóng lại nè. Rồi có luôn cái quạt trần luôn. Sẵn sàng. Căn này là move-in ready luôn á. Rồi phía bên phải của Vi á, bên này á sẽ là cái gara và họ có luôn cái mud room ở đây để mình bỏ giày dép hay là máng giỏ sách. Đó, đây là cái gara nè. Hiện tại họ đang dùng để chứa những cái vật liệu để xây những căn nhà khác.
thì nếu mà mình mua thì họ sẽ dọn ra hết. Đó, rồi kế tiếp bên gara đó, chỗ này sẽ là cái chỗ giặt sấy. Quá rộng luôn. Cái chỗ giặt sấy này bỏ được thêm mà tủ lạnh nè. Rồi cái kia là máy sấy bằng ga nếu mà mình muốn. Đó. Rồi kế bên là cái nào đây? À, cái này là cái master closet nha. Tí nữa mình khám phá sau. Nhưng mà cái mẫu này á là họ có luôn một cánh cửa ngay đây, để ngay cái phòng giặt đồ mình có thể đi qua luôn cái master closet. Xong rồi tiếp theo á, ở đây là cái chỗ để đựng đồ. Rồi bên đây là cái gì? Bên đây là cái chỗ để đựng đồ thêm nữa. Rồi phía bên phải của Vi á, cái này đóng rồi, chắc phải mở từ bên kia. Phía bên này á là có một phòng ngủ nè. Đó, trần nhà cũng cao ráo thoáng nữa. Đó, đây là một phòng ngủ thứ hai. Rồi bên này á là một phòng ngủ nữa, phòng ngủ thứ ba ha. Đó, ba phòng ngủ. Rồi ngay đây á là cái closet. Vậy là cái phòng này sẽ là cái full bath. Nhưng mà bây giờ cửa nó đóng rồi, vì mở không có được. Mở không có được, nhưng mà chắc là cái phòng tắm ở đó, cho hai cái phòng này xài. Rồi tiếp tục, mình đi khám phá tiếp nha. Đây là đi xuống cái nhà bếp nè, phòng ăn nè, phòng khách. Đây, xuống tới đây thì ngay cái chỗ này á sẽ là phòng khách. Đó, họ làm cái tray ceiling rất là sang ha. Trần nhà cũng cao thoáng nữa. Cái này chắc cỡ 10-11 feet đây. Đó. Rồi bên này á là cái nhà bếp. Rồi bên kia á là cái chỗ phòng ăn. Họ cũng làm cái tray ceiling luôn ở trên. Đó. Đây, chỗ này á là tủ lạnh nè. Xong rồi đây là cái bếp. Cái island này rất là bự luôn. Rồi ở dưới có thêm tủ nữa nè. Cái này hình như, dạ, tủ này mở được đó. Có thêm storage. Đấy, đây là cái mặt bếp, cái màu này. Đẹp ha, một sân nha. Rồi có luôn cái đồ lọc nước nè. Rồi đây là cái backsplash đây, màu này. Rồi bên kia đó là cái pantry ngay đây. Đó, walk-in pantry rất là rộng luôn. Xong rồi bên này á có cái kệ nữa, ví dụ mình có thể ngồi đọc sách hay là làm việc thêm chỗ này được, trong khi canh đồ nấu bên kia. Đó, rất là tiện luôn ha. Vừa ngồi ở đây làm việc rồi canh nấu ăn bên này. Rồi cái microwave, cái là cái màu họ chọn nhìn rất là sáng sủa luôn. Đó, ở đây mình rửa chén thì mình có thể nhìn qua bên đây là cái bàn ăn. Họ làm cái bow window nên nhìn nó rộng ra nữa. Rồi nhìn qua bên này là cái phòng khách. Đó. Xong rồi sẵn ở đây luôn á thì Vi sẽ đi ra phía sau trước khi mình đi xem cái master nha. Wow, cái patio ở phía sau quá rộng luôn. Đó, có hai cái quạt sẵn luôn. Đó, rồi điện thì có sẵn điện luôn nè. Đây là cái patio phía sau đây. Nhà này là bốn mặt gạch. Và ở phía sau là cái đường local thôi, đường đi. Cái fan này là của HSA. Đó, sân này rất là rộng rãi nha. Đấy, rộng rãi. Rồi nhà thì bốn mặt gạch. Ok, bây giờ mình đi xem cái phòng master.
Vi thích cái chỗ cái phòng ăn này nè, tại vì họ có cái bow window nên nhìn nó rộng ra luôn. Đó, đây là cả nhà bếp. Phòng khách. Rồi, mình đi khám phá cái master. Đây, cái master thì cũng làm cái bow window, làm cái phòng nó rộng ra nữa. Rồi làm cái tray ceiling. Đó. Rồi đây là cái master bathroom. Có hai cái sink, một cái ở đây, rồi một cái ở bên kia, rồi cái tub ở đây. Rồi bên phải này á là cái toilet này. Xong rồi cái chỗ tắm đứng. Tắm đứng này có cái ghế để ngồi luôn, cái chỗ để ngồi luôn. Đó. Rồi đây là cái tub đây. Họ làm cửa sổ bình thường thì mai mốt mình có thể dán mấy cái kiến để cho nhìn không có thấy, hoặc là mình phải dán á, tại vì cái nhà lầu bên kia có cửa sổ kìa. Đó, họ có nhìn xuống họ thấy, hay là mình bỏ cửa màn cũng được. Đó, ngay đây. Rồi một cái sân. Rồi hồi nãy Vi cũng có chia sẻ đó, là từ cái master bed á, nó sẽ có cái walk-in closet ở đây. Cái walk-in closet này cũng quá bự luôn. Wow. Đó. Bên đây là một phần thôi nha. Xong rồi nhìn qua bên đây nữa. Quá bự. Và cái master closet này á, đi ra tới cái chỗ giặt sấy luôn. Rất là tiện. Đấy, căn này là move-in ready luôn. Anh chị em xem tham khảo, nếu mà thích hãy gọi cho em nha. Nhà mà em chia sẻ đó có diện tích là 2816 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rồi có một cái office, 3 xe gara. Và cái căn nhà này hiện tại có giá là 588.000. Nhưng mà nếu anh chị nào muốn mua thì hãy cứ gọi cho em, rồi mình sẽ cùng nhau trả giá được cái giá thấp nhất cho anh chị. Và cái khu này thuế 2.8 chưa xin giảm, tiền HOA là 956 đồng một năm. Rồi từ đây đi ra chợ Mỹ xung quanh cỡ tầm có 10 phút thôi, rất là nhiều business vòng vòng gần đây. Và đi chợ Việt Nam cỡ tầm 17-20 phút, không có xa. Và khu này là thuộc thành phố Richmond. Trường học cũng rất là good, rất là yên tĩnh. Và ở đây có nhà lầu, nhà trệt, nhà nhỏ hơn cũng có nữa. Và có nhà cỡ tầm 345 cũng có luôn. Nhưng mà cái căn đó nó chưa hoàn chỉnh lắm nên Vi chưa có chia sẻ cái căn nhà đó tới anh chị. Nhưng mà có nhà lầu, nhà trệt đủ cỡ luôn của hãng Coventry Home. Và cái hãng này cũng rất là chất lượng, xây nhà rất là đẹp. Anh chị nào có những câu hỏi thắc mắc thì hãy cứ gọi cho em hoặc là comment bên dưới. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Bye bye.